24. Phẩm kiến bất động Phật. Bấy giờ bốn chúng vây quanh, Như Lai khen ngợi Bát Nhã Ba La Mật Đa, giao phó dạy bảo A Nan Đà thọ trì xong, lại đối với tất cả Bí Xô, Bí Xô Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Trời Rồng, Dược Xoa, Kiền Đạt Phược vân vân giữa hội đại chúng, bằng năng lực thần thông làm cho chúng đều thấy Như Lai bất động, ứng chánh đẳng giác với đại chúng thanh văn Bồ Tát vây quanh tuyên thuyết chánh pháp cho đại hội như biển lớn chẳng động, và thấy tướng nghiêm tịnh của cõi kia. Thanh văn tăng cõi đó đều là A-la-hán, các lậu đã sạch, không còn phiền não, được chân thật tự tại, tâm giải thoát hoàn toàn, tuệ giải thoát hoàn toàn, như ngựa khôn được điêu luyện. Cũng như rồng lớn, việc đáng làm đã làm xong, đã vứt bỏ gánh nặng, đạt được lợi ích cho chính mình, dứt các kiết sử, chánh trí giải thoát, đạt đến tâm tự tại rốt ráo đệ nhất. Bồ Tát Tăng ở cõi đó, tất cả đều là những vị mà mọi người đều biết. Các ngài đã đắc Đà La Ni và Vô Ngại Biện, thành tựu vô lượng công đức vi diệu chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể đo lường. Phật thu hồi thần lực làm cho bốn chúng Trời Rồng, Dược Xoa, Kiền Đạt Phược vân vân này chẳng còn thấy Như Lai bất động ứng chánh đẳng giác, thanh văn Bồ Tát và đại chúng khác cùng tướng trang nghiêm thanh tịnh của cõi Phật kia. Chúng hội và cõi trang nghiêm thanh tịnh của Phật kia đều chẳng phải là đối tượng của nhãn căn ở cõi này thấy tới được. Vì sao? Vì Phật thu hồi thần lực nên không thể thấy được cảnh ở xa kia. Bấy giờ Phật bảo A Nan Đà: ông có còn thấy cõi nước và chúng hội của Như Lai bất động ứng chánh đẳng giác không? A Nan Đà thưa: bạch Thế Tôn, con chẳng còn thấy những việc đó, thì chẳng phải cảnh giới của mắt này đạt tới. Phật bảo A Nan Đà: như chúng hội và cõi nước của Như Lai kia chẳng phải là cảnh giới của mắt ở cõi này đạt tới, nên biết các pháp cũng như thế, chẳng phải cảnh giới mà nhãn căn vân vân đạt tới được. Khánh hỉ nên biết, vì pháp chẳng tu pháp, pháp chẳng thấy pháp, pháp chẳng biết pháp, pháp chẳng chứng pháp. Khánh hỉ nên biết, tất cả pháp tánh không thể tu, không thể thấy, không thể biết, không thể chứng, không hành động, không tạo tác. Vì sao? Vì tất cả pháp đều không tác dụng, năng thủ, sở thủ đều như hư không. Vì tánh viễn ly vậy, vì tất cả pháp chẳng thể nghĩ bàn, năng sở nghĩ bàn đều như người do biến hóa, vì tánh xa lìa vậy. Vì tất cả pháp không tạo tác, không lãnh thọ như bóng sáng vân vân, chẳng chắc thật vậy. Khánh hỉ nên biết, nếu các Bồ Tát thường tu như thế thì gọi là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, không chấp trước tướng các pháp. Nếu các Bồ Tát thường học như thế thì gọi là học Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với tất cả pháp không thủ không xả. Khánh hỉ nên biết, nếu các Bồ Tát muốn được mau chóng viên mãn tất cả Ba La Mật Đa, đạt rốt ráo tất cả pháp đến bờ kia, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì người học như thế, đối với các pháp học là tối, là thắng, là tôn, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng, lợi ích an lạc cho tất cả thế gian. Khánh hỉ nên biết, nếu các Bồ Tát có thể học như thế là làm nơi nương tựa giúp đỡ cho người không có nơi nương tựa giúp đỡ, chư Phật Thế Tôn chấp nhận khen ngợi tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khánh hỉ nên biết, chư Phật Bồ Tát học pháp học này xong, an trụ trong đó, có thể dùng ngón tay phải hoặc ngón chân phải nhấc thế giới tam thiên đại thiên, ném qua phương khác hoặc trả lại chỗ cũ, mà hữu tình trong đó chẳng hay chẳng biết, không tổn hại, không sợ hãi. Vì sao? Vì công đức oai lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa chẳng thể nghĩ bàn, chư Phật và các Bồ Tát quá khứ vị lai hiện tại học Bát Nhã Ba La Mật Đa này, đối với quá khứ vị lai hiện tại và pháp vô vi đều đạt được tri kiến vô ngại. Thế nên này Khánh hỉ, ta bảo, thường học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, đối với trong các pháp học là tối, là thắng, là tôn, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng. Khánh hỉ nên biết, có người muốn nắm lấy lượng và biên giới của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì cũng giống như kẻ ngu si muốn nắm lấy lượng và biên giới của hư không. Vì sao? Vì công đức của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không lượng không biên giới vậy. Khánh hỉ nên biết, ta hoàn toàn chẳng nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như danh thân vân vân có biên giới có hạn lượng. Vì sao? Vì danh cú văn thân là pháp có hạn lượng, Còn công đức lợi ích thù thắng của bát nhã ba la mật đa sâu xa là pháp chẳng có hạn lượng, chẳng phải danh thân vân vân có thể lường được công đức lợi ích thù thắng của bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng phải công đức lợi ích thù thắng của bát nhã ba la mật đa là đối tượng suy lường của những thứ kia. Cụ Thọ khánh hỉ bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên nào nói bát nhã ba la mật đa sâu xa là vô lượng? Phật bảo: Khánh hỉ, bát nhã ba la mật đa sâu xa vì tánh vô tận, vì tánh viễn ly nên nói là vô lượng. Khánh hỉ nên biết chư Phật ba đời đều học bát nhã ba la mật đa, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, hoàn toàn viên mãn, tuyên thuyết chỉ dạy cho các hữu tình, mà bát nhã ba la mật đa này vẫn thường còn không dứt hết. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa sâu xa như hư không, rộng lớn chẳng thể cùng tận vậy. Nếu có người muốn bát nhã ba la mật đa sâu xa cùng tận, tức là muốn biên giới của hư không cùng tận. Thế nên này Khánh hỉ, bát nhã ba la mật đa sâu xa nói là vô tận, do vô tận nên nói là vô lượng. Bấy giờ Thiện Hiện nghĩ điều này sâu xa, ta nên thưa hỏi Phật. Nghĩ như vậy xong, bạch Phật: Bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa sâu xa, vì lẽ gì Như Lai dạy là không cùng tận? Phật bảo Thiện Hiện: Bát nhã ba la mật đa sâu xa giống như hư không, chẳng thể cùng tận. Cụ Thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát làm thế nào để phát khởi bát nhã ba la mật đa? Phật bảo Thiện Hiện: Các chúng Bồ Tát nên quán các pháp sắc thọ tưởng hành thức đều vô tận, để phát khởi bát nhã ba la mật đa. Nên quán vô minh cho đến lão tử đều vô tận, để phát khởi bát nhã ba la mật đa. Như vậy này Thiện Hiện, các chúng Bồ Tát nên làm như thế để phát khởi bát nhã ba la mật đa. Thiện Hiện nên biết các chúng Bồ Tát quan sát 12 duyên khởi xa lìa hai bên như thế, quan sát 12 duyên khởi không chính giữa, không chung quanh như thế. Đó là diệu quán bất cộng của các Bồ Tát. Nghĩa là cần phải an tọa tòa Bồ đề vi diệu mới có thể quan sát đúng đắn lý thú sâu xa như hư không rộng lớn, chẳng thể cùng tận của 12 nhân duyên như thế, nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Thiện Hiện nên biết nếu Đại Bồ Tát đem hành tướng như hư không vô tận hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, quan sát đúng đắn 12 duyên khởi, thì chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thiện Hiện nên biết các chúng Bồ Tát nào thối chuyển quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề là do chẳng nương vào tác ý phương tiện thiện xảo như thế. Các chúng Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa mà chẳng hiểu biết đúng, thì nên dùng hành tướng vô tận nào để phát khởi bát nhã ba la mật đa để quan sát đúng đắn 12 duyên khởi. Thiện Hiện nên biết các chúng Bồ Tát nếu thối chuyển quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề là do xa lìa phát khởi phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa. Thiện Hiện nên biết các chúng Bồ Tát nếu chẳng thối chuyển quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thì tất cả đều do nương vào phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa mà phát khởi. Các Bồ Tát ấy nhờ nương vào phương tiện thiện xảo như thế để hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, dùng hành tướng như hư không vô tận để quan sát đúng đắn 12 duyên khởi. Khi quan sát pháp duyên khởi như thế, chẳng thấy có một pháp nào là do nhân mà sanh, chẳng thấy có một pháp nào tánh tướng thường trụ, chẳng thấy có một pháp nào có người tạo tác và lãnh thọ. Các Bồ Tát này hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, dùng hành tướng như hư không vô tận, quan sát đúng 12 duyên khởi để phát khởi bát nhã ba la mật đa, có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Thiện Hiện nên biết nếu khi Bồ Tát quan sát đúng như thật 12 duyên khởi phát sanh bát nhã ba la mật đa, thì bấy giờ Bồ Tát hoàn toàn chẳng thấy sắc thọ tưởng hành thức, chẳng thấy thế giới của Phật này, chẳng thấy thế giới của Phật kia, chẳng thấy có pháp có thể thấy thế giới của chư Phật này, chư Phật kia. Nếu các Bồ Tát có thể hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, thì khi ấy ác ma rất buồn khổ như chúng tên độc, ví như người có cha mẹ chết, thân tâm buồn khổ, ác ma cũng như thế. Cụ Thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chỉ có một ác ma thấy các Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa rất buồn khổ như chúng tên độc, hay là tất cả ác ma khắp thế giới tam thiên đại thiên cũng đều như thế? Phật bảo Thiện Hiện: Tất cả ác ma đầy khắp thế giới tam thiên đại thiên thấy các Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa rất lo buồn như chúng tên độc, mỗi người chẳng thấy yên ổn ngay chỗ ngồi của mình. Vì sao? Vì nếu các Bồ Tát trụ bát nhã ba la mật đa sâu xa, trời người A Tố Lạc vân vân Ở thế gian, xét tìm lỗi của vị đó đều chẳng thể được, cũng chẳng thể làm rối loạn, thối lui. Thế nên này thiện hiện, nếu các Bồ Tát muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì nên siêng năng an trụ bát nhã ba la mật đa sâu xa. Nếu các Bồ Tát có thể siêng năng an trụ bát nhã ba la mật đa sâu xa, thì có thể tu viên mãn bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Nếu các Bồ Tát có thể chính mình tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, thì có thể tu hành viên mãn tất cả phương tiện thiện xảo ba la mật đa, các việc ma phát sanh đều có thể như thật biết để xa lìa. Thế nên này thiện hiện, nếu các Bồ Tát muốn chính mình thủ hộ phương tiện thiện xảo, thì nên chính mình hành bát nhã ba la mật đa sâu xa. Nếu khi Bồ Tát tu hành phát sanh bát nhã ba la mật đa sâu xa, thì khi ấy có chư Phật Thế Tôn ở vô lượng vô biên các thế giới đều cùng hộ niệm. Các Bồ Tát này nên nghĩ, các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác kia cũng từ bát nhã ba la mật đa sanh nhất thiết trí. Nghĩ như thế xong, lại nên suy nghĩ, như các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác đã chứng đắc pháp, ta cũng sẽ chứng. Như vậy này thiện hiện, nếu các Bồ Tát tu hành phát khởi bát nhã ba la mật đa sâu xa, tư duy như thế, trải qua khoảng khải móng tay, thì lượng phước phát sanh hơn công đức đạt được về sự tu hành bố thí, trải qua số đại kiếp nhiều như các sông hằng của các chúng Bồ Tát có sở đắc. Huống là có thể trong một ngày hoặc nửa ngày, các Bồ Tát ấy chẳng bao lâu sẽ an trụ địa vị bất thối chuyển, thường được Như Lai ứng chánh đẳng giác cùng hộ niệm. Các chúng Bồ Tát này nếu được chư Phật hộ niệm thì nhất định chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chẳng rơi vào địa vị thanh văn, độc giác, vân vân, chắc chắn không còn sanh vào các nẻo ác, thường sanh trong cõi trời người, chẳng xa lìa chư Phật. Nếu các Bồ Tát tu hành phát sanh bát nhã ba la mật đa sâu xa, nhớ nghĩ tư duy công đức của chư Phật trải qua khoảng khải móng tay, thì công đức lợi ích thù thắng còn đạt được vô biên. Huống là trải qua một ngày hay hơn một ngày, tinh tấn dõng mãnh tu hành phát sanh bát nhã ba la mật đa sâu xa, nhớ nghĩ tư duy công đức của chư Phật như các chúng Bồ Tát hương tượng vân vân, ở chỗ Phật bất động thường tu phạm hạnh, chẳng lìa bát nhã ba la mật đa. Khi Đức Bạt Già Phạm thuyết kinh này xong, vô lượng chúng đại Bồ Tát Từ Thị làm thượng thủ, cụ thọ thiện hiện, xá lợi tử vân vân, các đại thanh văn và các trời rồng kiền đạt phược vân vân, tất cả đại chúng nghe Phật giảng đều rất vui mừng, tin thọ phụng hành. Hết quyển thứ 565.